Nghị luận về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Thầy Chu Văn Sơn từng nói, người ta thường nói cuộc đời mỗi một người nghệ sĩ thường gắn với một vùng đất, một vùng văn hóa nhất định. Nếu như Hoàng Cẩm yêu dòng sông Đuống lấp lánh hiền hòa, Thanh Hải xao xuyến với dòng sông Hương xanh biếc, Tế Hành tha thiết nhớ con sông quê hương, thì Quang Dũng trong những năm tháng gắn bó với đoàn binh Tây Tiến lại kết thân với dòng sông Mã. Và quả thật, Quang Dũng đã thể hiện nỗi nhớ của mình qua bài thơ Tây Tiến, vùng văn hóa gắn với tên tuổi của ông chính là Tây Bắc. Mở đầu bài thơ Tây Tiến, nhà thơ đa tài ấy đã cất lên những nỗi nhớ thương tại phủ Lưu Tranh. Dù không ở Tây Bắc, nhưng hồn nhà thơ như nhớ lại biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp và nỗi nhớ ấy như một sự chứng minh cho sự trân trọng của nhà thơ cho những năm tháng gian nan mà hào hùng. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sải Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Hình ảnh con sông Mã gắn liền với những kỷ niệm của đoàn binh Tây Tiến. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến cũng xa rồi, chỉ còn mình nhà thơ và nỗi nhớ đồng đội. Tiếng ơi kết hợp với chơi vơi giống như một tiếng gọi tha thiết. Đồng thời nó cũng làm cho những kỷ niệm kia dội vào không gian như đánh thức biết bao nhiêu là niềm vui, nỗi buồn, sự khổ cực. Nhớ rừng núi Tây Bắc, nhà thơ lại nhớ đến những địa danh như Sải Khao, Mường Lát. Hai địa danh ấy gắn liền với những cuộc hành quân của họ. Đoàn quân Tây Tiến phải ra đi từ lúc còn tờ mờ sáng và về lúc đêm tối đã bủa vây. Tiếng hơi kia để chỉ cái đêm nhẹ sau những cuộc hành quân vất vả, hay nó chỉ hơi sương đã buông xuống cả khu rừng. Hình ảnh hoa về là những chiến sĩ hay cũng chính là những bó đuốc trong đêm sáng rực. Nhà thơ tiếp tục nhớ đến những giây phút hành quân vượt qua mọi khó khăn của địa hình. Một bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ hiện lên thật sự rất đẹp. Dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm, heo hút cột mây súng người trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Bốn câu thơ như điểm sáng của bài thơ khi vừa thể hiện được vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, vừa thể hiện được ý chí cao ngất, không chịu lùi bước khuất phục của những người chiến binh Tây Tiến. Ba câu thơ đầu hầu như là vần chắc, khiến cho câu thơ đọc lên cũng mang đầy những trúc chắc. Điều đó thể hiện sự gian nan khó khăn mà Tây Tiến phải vượt qua trên chiến trường. Từ lấy khúc khều thăm thẳm như lột tả hết độ cao, độ sâu của núi rừng Tây Bắc. Thế nhưng người lính Tây Tiến vẫn kiên cường vượt qua để cho ngọn súng kia dương cao như chạm mây người trời. Hình ảnh nhân hóa ấy làm cho cây súng của chiến binh Tây Tiến dũng mạnh hơn biết nhường nào. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, thế mà không biết một ngày những người lính ấy phải lên bao nhiêu lần và xuống bao nhiêu lần. Thế rồi nhà thơ bất ngờ kết thúc bằng một câu toàn vần bằng, thể hiện sự êm ả sau những trận đánh hành quân ấy. Sau những giây phút kiên cường chống lại những khẩu súng, viên đạn của địch, thì các chiến sĩ được về với tỉnh dân quân ấm áp, những trận mưa như làm cho tâm hồn con người trở nên thanh bình hơn. Sự hy sinh của những người lính Tây Tiến cũng được tác giả nói giảm nói tránh đi để nhường lại cho những nỗi nhớ và tránh những mất mát đau buồn. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời, chiều chiều oai linh thác cầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Không nói là hy sinh, cũng không nói là chết, mà nhà thơ nói là dãi dầu, buồn nên không bước nữa. Qua cách nói như vậy, ta cũng thấy được những người lính Tây Tiến coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Họ sẵn sàng hy sinh để đổi lại một đất nước sạch bóng quân thù. Những người chiến binh cứ thế gục lên súng mũ bỏ quên đời. Thế nhưng cái bỏ quên ấy lại làm nên một đất nước hôm nay. Thiên nhiên Tây Bắc lại hiện lên với hình ảnh của thú dữ, giọng thơ như hóm hỉnh khi nói cọp trêu người. Sau bao vất vả, người lính Tây Tiến lại về với Mai Châu thơm nếp xôi. Trong những tháng năm ấy, Quang Dũng không chỉ được sống trong tình bè bạn đồng chí mà còn được sống trong tình quân dân thắm thiết, vui tươi. Trước hết là cảnh cùng nhau liên hoan văn nghệ với những người con gái Viên Chăn xinh tươi e ấp. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khẽ lên man điệu nàng e ấp, nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ. Cả doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, từ kia thể hiện sự ngạc nhiên của người chiến sĩ trước vẻ đẹp của những người con gái Lào trong trang phục xiêm áo truyền thống. Những tiếng khèn cất lên thì nàng bắt đầu e ấp múa. Tiếng nhạc điệu múa ấy như gửi về Viên Chăn, thủ đô thương nhớ của Lào. Các chiến sĩ như được thả mình vào trong những giây phút vui vẻ của lễ hội. Thế nhưng cuộc vui nào cũng có chia tay, và những người chiến sĩ Tây Tiến sau những giây phút vui vẻ ấy lại phải lên đường làm nhiệm vụ. Người đi châu mộc chiều sương ấy,
có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Tây Tiến ra đi trong chiều sương, cái không gian ấy như thể hiện cho bao nhiêu gian nan mà các anh sắp phải đối mặt. Cái không gian ấy cũng nói lên tâm trạng của kẻ ở người đi buồn thương tiếc nuối. Người ra đi thiên nhiên cũng buồn, lau như có hồn mà nẻo bến bờ, rũ xuống như ngả chào người chiến sĩ. Người ở lại buồn chèo thuyền độc mộc đưa các anh qua sông, những dòng nước lũ với hoa trôi đong đưa. Cảnh vật cũng như có hồn có thần, biết buồn biết thương cho những người chiến sĩ. Khổ thơ tiếp theo Quang Dũng miêu tả đến những đồng chí trong đoàn quân Tây Tiến ấy. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiểu thơm. Tất cả những nét ngoại hình ấy cho ta thấy được những gian nan vất vả mà người lính Tây Tiến phải trải qua. Không mọc tóc là do điều kiện chiến tranh rừng thiêng nước độc làm cho các chiến sĩ rụng hết tóc, hay là do chính các chiến sĩ cạo trọc đi để tiện cho chiến đấu. Quân xanh kia là màu áo, màu ba lô, con cóc, mũ tai bèo, hay là sự xanh xao do thiếu thốn. Tóm lại, dù hiểu theo cách nào thì nhà thơ cũng muốn người đọc thấy được đoàn quân Tây Tiến tuy ốm nhưng không yếu, vẫn giữ như chúa tể của muôn loài. Hình ảnh mắt chừng như thể hiện được những cái tức giận của các chiến sĩ với kẻ thù mong muốn biên giới sạch bóng quân đồ. Hay hình ảnh mắt chừng ấy cũng là không ngủ được khi mơ về những dáng kiểu thơm của Hà Thành. Câu thơ ấy được coi là mộng rớt buồn rơi, vì thế mà có thời Tây Tiến đã bị cấm, nhưng về sau chính giá trị của nó đã làm nên sức sống đến ngày hôm nay. Trong trận chiến ác liệt ấy, không biết bao nhiêu người chiến sĩ Tây Tiến đã hy sinh, nhưng họ sống hay đã chết đi cũng tạc vào lịch sử những nét đẹp về bức tượng đài bất hủ. Rải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi, ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi. Họ hy sinh nhưng không được chôn cất đàng hoàng, bởi chiến tranh người chết như ngả dạ. Chính vì thế mà rải rác biên cương là những nấm mộ tình toàng sơ sài khắp nơi. Thế nhưng họ đã quyết chí lên đường thì không hề tiếc thời trai trẻ. Họ sống có lý tưởng vững chắc, và khi họ mất đi, một mảnh chiếu che người cũng trở thành áo bào để anh về với cát bụi. Có sông Mã gầm lên như thể hiện nỗi tiếc thương những người chiến sĩ ấy. Có thể nói nhà thơ đã sử dụng những từ Hán Việt làm sự hy sinh của người lính Tây Tiến trở nên trang trọng hơn. Và thành công của Quang Dũng là đã xây dựng lên bức tượng đài bất hủ của người lính bằng thơ. Và giờ đây khi lên Tây Bắc thì hồn về sầm nứa, nơi có những kỷ niệm, những đồng đội, chứ không về xuôi. Như vậy qua đây ta thấy Quang Dũng đã bày tỏ nhớ nhung vô hạn đến đơn vị cũ của mình. Tây Tiến, cái tên ấy sẽ chẳng bao giờ bị lu mờ bởi thời gian, mà nó cứ mãi sáng chói bất hủ trong lòng mỗi con người. Những lý tưởng, những hy sinh của họ sẽ luôn là công lao lớn cho dân tộc. Hết bài. Bên dưới thầy có để link để tải file Word về đề bài này. Chúc các em học tốt và thi đạt kết quả cao.